Xin chào mọi người, mình là Jessie Như. Thì cái nhu cầu công việc của mình thì mình rất là cần những cái thứ đựng như tai nghe nè, mấy cái bộ dụng cụ, chìa khóa, thuốc uống nè, rồi USB. Thì những thứ này thường thì mình sẽ vo lại xong rồi mình bỏ trong cái ba lô của mình hoặc cái giỏ sách thôi. Thì mình rất là cần một cái vật dụng để mà để tất cả những cái thứ mình mua đó nó tiện. Thì mình đã tìm thấy cái hộp vintage box này là hộp thiết đựng thuốc lá. Thì ngoài cái chức năng là để sử dụng để đựng thuốc lá thì mình còn có thể đựng cái vật dụng này. Thì đây là một cái sản phẩm của vietnamoutfitter.com. Đây, thì đây là mình đã tìm được một cái hình, một cái thiết kế mà mình rất là ưng ý. Đó, nói chung là những câu nói này rất là hay ha. Bạn mạnh mẽ nè, can đảm và thông minh hơn những gì các bạn nghĩ rất là nhiều. Thì mình cũng thích câu nói này. Đây, mở cái hộp này nha. Đây là logo. Cái hộp này không có nút gì hết, mình chỉ việc mở nó ra thôi. Đây, trong đây nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Pinbox là một chiếc hộp do vietnamoutfitter sáng tạo với mục đích là muốn đựng cái gì thì đựng, giúp bạn sắp xếp cái đồ cá nhân một cách gọn gàng và dễ tìm kiếm hơn. Hộp làm bằng nhôm, kích thước 1.5 x 8.5 x 22, gọn nhẹ và nhẹ. Nó có hơn 100 thiết kế độc đáo nha. Thì mình có thể đựng những cái vật dụng mà mình muốn như tiền xu qua được trước. Mình có một cái chiếc hộp nữa, hộp vintage box này mình đi Singapore và mình đựng được rất là nhiều xu thì mình rất là thích ha. Đây, mình sẽ bỏ những cái vật dụng mà mình cần vào nha. Đầu tiên là tai nghe. Đây, các bạn có thể cuốn nó lại như vậy. Cuốn lại. À, ở đây mình có mua được một cái đồ kẹp tai nghe. Đây, rất là gọn. Đây, như thế này. À, bỏ đi nghe. Xong cái USB. Mình là phụ nữ con gái cho nên rất là hay phải có những thứ này ha. Nè, thuốc đau bụng nè, mình kêu cá nhân, chìa khóa. Cái này là đầu chuyển lightning. Rồi đây là cái dây sạc để mình dùng để sạc cục sạc dự phòng đó. Ok. Ok, rất là gọn. Mình đã bỏ vừa vào cái chiếc hộp của mình rồi. Không biết là bỏ thêm một cái này hay ta nhỉ. Mình bỏ thêm cái gương thì vừa không ta? Phải thử cái gương. Ồ, cái gương không vừa rồi. Mình không bỏ cái gương nha. Mình thấy như vậy là quá ok. Đây, cái gọn trong cái hộp nhỏ gọn này thôi. Không có bung ra nha. Cho nên mình có thể bỏ vào trong ba lô hoặc là cái giỏ sách của mình rất là gọn. Đây, mình để nhiều thì nó sẽ không bị rớt mấy cái làm xáo trộn như thế. Mở khi mà mở ra thì mọi thứ vẫn nằm im bên trong như thế này. À, còn một cái hộp nữa là cái hộp hình Superman này. Mình có hai cái. Cái hộp này thì để mình đựng kẹt ha, mà hiện tại mình không còn, mình chưa có đem kẹt xuống dưới để bỏ vào đây. Cái hộp này là mình dự định sẽ đựng kẹt, cái kẹt này kẹt ship rồi cái thẻ ngân hàng của mình á.
chỉ review cái hộp bên tịch bóp này tới đây thôi. Đây.